chào anh chị. Hôm nay ngày 8 tháng 10 em giới thiệu mình một số hoa giấy thành phẩm. Đầu tiên đến với cái buổi giới thiệu thì cái cây mã 801 là cây cẩm thạch và la cành. Cây này đang bốc nụ chi chít ha. Cây này nó sẽ có mặt bông màu hồng, lá là lá cẩm thạch, dạng đế là bộ sổ đế, dạng hình con ốc rất là dễ thương. Rồi cây này có giá là 350k bao ship. Cây cao 65 tính từ mặt phân lên. Anh chị mình ưng cây này thì mình nhắn giùm em chốt cái cây 801 nha. Cây 802 là cây cẩm thạch viên bét. Dòng này thì nó lá nó sáng, nó giống như cẩm thạch tím, nhưng mà hoa của nó là màu hồng, cây đang bốc nụ chi chít anh chị nha. Rồi, cây này có giá là 330k, em bao ship toàn quốc nha. Anh chị mình chốt đơn thì liên hệ em qua số 0909256707 xây nhẹ cây giùm em. Dạ rồi. Cây này là một thân sống ốc nha anh chị. Cây 803 là cây cẩm thạch nhiều màu. Cây này nó đang có 6 màu nha anh chị. Tím mình sẽ có 2 loại. Tím Huế là 1, tím tuyết là 2, cam lửa là 3, trắng là 4, đỏ red pizza là 5, và màu hứ 6 là màu bim bét. Cây này 6 màu. Rồi, cây này nó cao là 55, hoành cổ là 38, xoay nhẹ cây. Giá cây này là 650k, em bao ship. Anh chị mình vừa ý cây này thì liên hệ qua số chích, chốt đơn trên màn hình nha. Cây 804 là cây cẩm thạch tím. Dạ đây, mặt hoa của nó sẽ là màu tím, hay còn gọi là cẩm thạch tím Huế anh chị ha. Rồi cây rất là to, quay nhẹ giùm em. Xoay nhẹ. Cây sẽ có hoành cổ là 31, chiều cao của cây là 65, tính từ mặt phân. Gốc rất là lớn anh chị nha. Dạ đây. Mình vừa ý cây này thì mình nhắn giùm em số chốt đơn trên màn hình nha. Cây mã 805 là cây cũng cẩm thạch vin bét, cây đang bốc nụ chi chít. Dạ đây, mặt bông của nó sẽ là màu hồng, lá là cẩm thạch. Dòng này mình có thể chơi lá và vừa chơi hoa được luôn nha anh chị. Rồi, xoay nhẹ gốc đế giùm em. Dạ, cây này có giá là 330k, em bao ship. Anh chị mình vừa ý cây này thì liên hệ em qua số chốt đơn trên màn hình nha. Rồi, gốc rất là đẹp, dạng dáng bay. Số 806 là cây tím Pháp lá xanh anh chị nha. Dạ, cây đang nụ rất là nhiều, gần như là đầy mặt bông luôn. Dạ đây, tím Pháp này có bộ sổ đế nhôm. Rồi, cây này nó cao 70, xoay nhẹ đi anh. Cây cao 70, tính từ mặt phân lên. Rồi, cây này có giá là 350, em bao ship toàn quốc. Anh chị mình vừa ý cây này thì liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình nha. Cây 807 là cây nhiều màu lá xanh. Cây này có 5 màu nha anh chị. Hiện tại mình đang có cây này là tím tuyết là 1, đỏ red pizza là 2, hồng tuyết là 3, trắng tuyết là 4. Và màu thứ 5 là màu táo vàng. Ở nhánh ở dưới này cây chưa lên hoa ha, mới nụ thôi. Rồi, cây này cao là 80, hoành cổ nó là 19 anh chị nha. Cao 80, hoành cổ 19, có giá là 350, em bao ship. Mình vừa ý cây này thì mình chốt ủng hộ em ha. Mã số 808 là cây cẩm thạch tím Huế. Cây đang búp nụ rất là nhiều. Cây này cũng thuộc là dạng mini, giá mềm cho mình dễ chơi. Cây này có giá là 190k, em bao ship nha, xoay nhẹ giùm em. Cây cao 60 tính từ mặt phân. Rồi, mình vừa ý cây này liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình nha anh chị. Mã 809 là cây tiểu Ấn Độ. Anh chị lưu ý giùm em, đây là dòng nguyên bản, cây không có ghép nha. Tiểu Ấn Độ này là đang búp bông và cũng đang nở rộ luôn. Dạng này là dạng nguyên bản. Rồi, cây cao có chiều cao là từ 50 đến 60, giá lẻ cho một cây là 190k, em bao ship. Còn nếu mình lấy cặp thì nó sẽ là 350k một cặp anh chị nha. Rồi, em xoay cái gốc đế cho mình xem cái gốc nó nè. Đó, gốc nó không hề nhỏ nha anh chị. Cây đã cứng cáp, rễ ở dưới đít bầu ra rất là nhiều, nên là đi đường mình không có sợ gì hết anh chị ha. Rồi, tiểu Ấn Độ này là dòng đổi màu, cây rất là xinh. 810 là cái cây cẩm thạch 5 màu, dạng đế lùng lực nha anh chị. Rồi, cây này 6 màu sẽ có là cẩm thạch bin bét là 1, cẩm thạch trắng là 2,
tím tím này là tím Huế là 3. Rồi, tím tuyết là 4. Đỏ red visa là 5. Và cây này chỉ có 5 màu thôi. Rồi quanh cổ của cái cây này là 26, chiều cao của cây là 50. Cây này có giá là 630k em bao ship nha. Anh chị mình vừa ý cây này thì mình liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình. Cây gốc rất là lớn nha anh chị. Và đây cái cổ, cái thân của nó nè. Mã số 80811 là cây cẩm thạch 2 màu. Dòng này nó sẽ có là hai màu cẩm thạch Milobatis, nó là màu hồng, và cẩm thạch tím Huế anh chị nha. Nó phối hai màu rất là dễ thương, tím và hồng. Cây đang ra bông rất là xinh. Rồi cây này nó có chiều cao của nó là 70. Quanh cổ nó là 30, xoay nhẹ giùm em. Dạ, có giá là 590k em bao ship nha. Đây, gốc rất là to anh chị. Mình vừa ý cây này thì liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình. Mặt hoa cũng rất là xinh. 812 là cây cẩm thạch đỏ red pizza. Cây này nó sẽ có màu đỏ và lá là lá cẩm thạch. Dòng này nó sẽ có hai dạng, lá xanh và lá cẩm thạch. Lá cẩm thạch thì là giống mới nha anh chị. Cây đang ra bông rất là đẹp, rất là nổi bật cho mình luôn. Rồi, cây này có chiều cao là 65, quanh cổ là 18. Có giá là 330k em bao ship. Anh chị vừa ý liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình giúp em nha. Mặt bông rất là dễ thương nè. Đó. Mã số 813 là cây tím tuyết anh chị. Dòng này rất là siêu bông, cây cũng bền bông lắm. Rồi, dạng đế bonsai. Cây cao 60 nha, có mã số 813 với giá là 280k em bao ship. Cây này là thuộc dạng đế bonsai anh chị nha. Mặt bông cây rất là dễ thương. Rồi, số chốt đơn của em trên màn hình, mình lưu ý giúp em nha. Mã số 814 là cây cẩm thạch 6 màu anh chị nha. Cây đang bứt nụ chi chít. Và cây này nó sẽ gồm 6 màu là pin bét là 1, trắng là 2, cẩm thạch đỏ red pizza là 3, cam lửa cẩm thạch là 4. Rồi, tím tuyết thì nó chưa có lên bông anh chị nha, đang búp ha, là 5. Và màu tím Huế, cẩm thạch tím Huế đang búp nụ luôn là 6. Dạ rồi, xoay nhẹ giùm em. Cây này nó sẽ có quanh cổ là 37, chiều cao của cây là 60. Cây nó 6 màu, gốc lớn lớn anh chị nha. Đây cái tay của em để vô ôm không hết cái thân cây nó luôn. Rồi gốc nè. Dạ rồi, anh chị mình vừa ý cây này thì liên hệ em qua số chốt đơn trên màn hình. Cây này có giá là 750, em bao ship nha. 815 là cây cẩm thạch tím, dạng cây phơm mini. Mình có thể để bàn trà hoặc là mình để bàn ở ngoài sân vườn nha anh chị. Cây đang búp nụ chi chít nè. Đó, mình về mình chơi được lâu hơn. Rồi, cây này có chiều cao là 45, tính từ mặt phân lên. Rồi, cây có giá là 200k em bao ship nha. Anh chị mình vừa ý cây này thì liên hệ qua số chốt đơn trên màn hình.